Xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Hỏi Chơi Bóng Bàn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật phải nói là cực kỳ phổ biến trong bàn hiện đại ngày nay, đó là kỹ thuật flick trái trong bàn. Đây là kỹ thuật triển khai tấn công rất hiệu quả đối với giơ tốc độ gần bàn. Nó được ứng dụng rất thành công bởi huyền thoại bóng bàn người Trung Quốc Giang Zico và được phát triển dần qua nhiều thế hệ vận động viên cho đến nay, như là Phan Giang Đông rồi Quang Chu Quyên và những vận động viên trẻ hiện nay đều sử dụng kỹ thuật này cực kỳ thành thạo. Sau khi flick trái trong bàn thì họ có thể triển khai được lối chơi ép công tốc độ cao và dứt điểm. Lối chơi này hiện tại thì vẫn đang được sử dụng bởi rất nhiều những vận động viên hàng đầu thế giới, và nó khởi nguồn chỉ bằng cái kỹ thuật flick trái trong bàn thôi. Vì thế ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao flick trái đúng quy chuẩn nhất có thể, và anh em hãy cùng theo dõi nhé. Bước 1, chuẩn bị. Phán đoán điểm rơi của bóng và di chuyển chân để đón bóng. Bật ngang chéo về phía trước, chân phải tiến sâu vào phía trong bàn. Khuỷu tay nhấc lên cao, đưa về phía trước. Cánh tay ngoài và cổ tay thu vào sâu. Ở phần chuẩn bị này, nếu cổ tay khỏe thì có thể thu sâu, nhưng cổ tay yếu thì nên cân nhắc, không nên thu quá sâu để tránh chấn thương. Bước 2, đánh bóng. Bóng sang bàn, chờ bóng nảy đến điểm cao nhất thì lấy cánh tay trong làm trụ, cánh tay ngoài và cổ tay xoay một đường vòng cung từ sau ra trước, sang phải. Điểm tiếp xúc vào nửa trên bên trái của bóng. Bước 3, kết thúc. Vật lia đến trước mặt, ngang vai thì dừng lại. Thu tay về, chuẩn bị cho kỹ thuật tiếp theo. Vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn 3 bước để thực hiện kỹ thuật flick trái trong bàn một cách quy chuẩn nhất. Và ở kỹ thuật này thì các bạn có 3 cái điểm mấu chốt cần phải chú ý. Thứ nhất, đó là các bạn phải phán đoán đúng cái điểm rơi của bóng sang bàn để bật chân nhanh nhất, chuẩn bị tư thế và đánh bóng. Bước thứ hai là các bạn phải cực kỳ ổn định cánh tay trong, vì nó chính là điểm làm trụ để chúng ta có thể xoay cánh tay ngoài và cổ tay. Nhiều bạn là rất hay bị cái việc cánh tay trong cử động nhiều dẫn đến mất lực. Có bạn thì bị kéo ra ngoài, có bạn thì khi mà lên cổ tay ấy, thì lại hạ cái cánh tay trong xuống. Rất nhiều bạn là bị thế này, cứ lên xuống thế này thì nó sẽ bị gọi là mất lực khá là nhiều, và cái điều đó là sai. Và cái điểm thứ ba các bạn chú ý, cái điểm mấu chốt trong kỹ thuật này, đó là cách cánh tay ngoài và cổ tay nó phải đồng bộ với nhau, chứ đừng có vẩy mỗi cổ tay thế này hay là chỉ lên mỗi cánh tay không như thế này là sai. Nó phải đồng bộ với nhau trong một cái trục xoay ở cái cánh tay trong. Nếu các bạn làm đúng thì chắc chắn là các bạn sẽ có một pha flick trái trong bàn cực kỳ uy lực. Nếu các bạn thấy clip này bổ ích, các bạn hãy theo dõi kênh Hỏi Chơi Bóng Bàn và nhớ chia sẻ clip này tới tất cả những anh em đam mê bóng bàn xung quanh bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.